Thưa quý vị, bản quyền và tác quyền các tác phẩm âm nhạc từ lâu nay vẫn là một vấn đề nhức nhối và phức tạp, gây ảnh hưởng đến chính quyền lợi của các nghệ sĩ. Mới đây thì vụ việc 40 nhạc sĩ và đại diện của các nhạc sĩ bị vi phạm lên tiếng muốn khởi kiện đơn vị kinh doanh nhạc số Sky Music vì vi phạm bản quyền đã gây ra nhiều chú ý. Đơn vị Sky Music được quảng bá là đơn vị tiên phong trong việc phân phối bản quyền âm nhạc. Tuy nhiên, theo phía Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Việt Nam thì ít nhất 90% các tác phẩm âm nhạc trên website của đơn vị này đã vi phạm bản quyền. Việc 40 nhạc sĩ quyết định khởi kiện Sky Music sẽ là một vụ việc chưa từng có tiền lệ, lần đầu xảy ra trong việc xử lý vi phạm bản quyền. Kinh doanh, buôn bán nhạc không bản quyền, đạo nhạc, thay đổi ca khúc mà không có sự đồng ý của tác giả, tự ý sử dụng ca khúc nhưng chưa xin phép. Đó là một vài trong số những hành vi vi phạm bản quyền âm nhạc trong thời gian qua. Từ nhận thức về bản quyền, tác quyền các sản phẩm âm nhạc là chưa cao. Nghệ sĩ chưa quen thuộc lắm với cái việc là mình phải đăng ký cũng như là xin phép tác quyền của một ca khúc hay là một sản phẩm âm nhạc. Vẫn còn lỏng lẻo và hạn chế. Chính vì vậy, ảnh hưởng trực tiếp tới những người sáng tác cũng như là tác giả như mình. Ở Việt Nam, chỉ có duy nhất Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả là đơn vị được nhiều nhạc sĩ ủy quyền trong việc thu tác quyền. Đây cũng là cách các nghệ sĩ có thể bảo vệ quyền lợi từ những tác phẩm của mình. Tuy nhiên, với tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan như hiện nay, việc xử lý bao quát hết các sự việc là điều khó khăn. Nó hạn chế sự phát triển những tác phẩm đỉnh cao, đạt giá trị nhân văn. Từ cái không có gì đến hôm nay, chúng ta thu năm vừa rồi 2017, tổng thuế vô nữa, về đây nữa là chúng ta khoảng 94 tỷ. Và khi chúng ta kích thích được việc đó và bảo hộ được cho họ đó có cái quyền, trong đó có hai quyền quan trọng, đối tác giả quyền nhân thân và quyền tài sản. Tính đến thời điểm này, hầu như chưa có vụ việc nào được xử lý công khai và nghiêm túc. Điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến ý thức của những nghệ sĩ và những người vi phạm. Ca sĩ mà hát một cái bài hát của một nhạc sĩ nào đó mà không xin phép thì có thể bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Còn đối với các cái nhà sản xuất, các cái đơn vị tổ chức, nếu mà vi phạm cái điều này thì có thể bị xử phạt đến 15 triệu đồng. Cái mức xử phạt hiện nay thì theo nhiều nghệ sĩ đánh giá là nó thấp và nó chưa đáp ứng được cái tính mà răn đe đối với những cái người có hành vi vi phạm. Xử phạt từ 5 đến 15 triệu đồng. Nếu so sánh với vụ việc nhạc sĩ Jack MC người Mỹ khởi kiện ca sĩ Noo Phước Thịnh khi sử dụng một đoạn ngắn tác phẩm cho MV của mình với tổng số tiền 850 triệu thì đây chỉ là con số lẻ. Từ vụ việc trên có thể cho thấy ý thức của những nghệ sĩ nước ngoài trong việc bảo vệ quyền lợi cá nhân và sự khác biệt trong vấn đề xử lý với những vi phạm các tác phẩm âm nhạc.